thịt đi cưng. Giờ là heo còn chỉ có hai tạ thôi, heo đẹp á, còn như heo nái rồi nó mua có 800 triệu tạ, tại vì bây giờ nó mua rẻ quá trời là cũng phải bán, chứ giờ rẻ chứ mà mua con heo nái nó mua mình có 1 triệu à, mình tao mình bán được 1 triệu 8. Nuôi heo nay được 3 năm, nuôi 400 con, không có năm nào lỗi như năm nay hết. Mấy năm trước nó lên giá thì không ít, ví dụ nó xuống, ví dụ như 3 triệu 8, nó xuống còn 3 triệu rưỡi thì nó lên. Cũng nằm giá bình bình chứ nó có tuần không có bộ. Cái năm nay một ngày mình bằng 2 con, tính con heo vậy là mình lỗ 1,5 triệu đó. Bữa nào mà như người ta ít bán thì mình bán được, còn bữa nào mà người ta bán nhiều quá thì mình bán hơi chậm. Đây hả, một bịch ta tí. Tại vì ở quê có chăn nuôi không chứ có làm gì, phải chịu cực nuôi chứ sao, giờ lỗ cũng phải nuôi. Ký thịt heo giờ như ăn như tù tiếu mà rẻ vậy á,